Hello các bạn, để mình quay cho các bạn chợ ngày 28 Tết nè, chợ ngay trước nhà mình. Không. Này bán đầy đủ đồ trưng hết. Chợ búa sáng sớm đông đúc. Bữa nay đông chứ ngày mai không còn đông nữa. Đây, bên kia đường cũng có bán quá trời nha. Bên đây là có quần áo. Bên đây là xe trái cây. Dầm quẹo ngang đây kìa. Thịt quá chừng thịt. Wow, thịt quá trời thịt luôn. Ở trong này không đông bằng ngoài kia. Ngoài kia ngoài đường đông sung hơn. Còn vắng không có trong đó là thật. Để
Không có đem đồng xu. Đồ chay. Đây cũng đồ chay. Yeah.